Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và các bạn trẻ khắp nơi đã lên tiếng chung tay với cộng đồng phòng chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây. Sự chung tay của họ góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực trong mùa dịch và hạn mặn này. Tuy nhiên, câu chuyện Đông Nhi và ông Cao Thắng ủng hộ 50 triệu đồng giúp người miền Tây vượt qua hạn mặn lại đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong mùa dịch, giới nghệ thuật chịu ảnh hưởng lớn không kém các ngành nghề khác vì bị hủy hàng loạt lịch diễn. Nhưng trước khó khăn chung của xã hội, giới nghệ sĩ không ngồi yên hay than phiền về vấn đề của bản thân. Nhiều nghệ sĩ đã liên tục kêu gọi lẫn nhau làm từ thiện giúp ngành y phòng chống dịch Covid-19. Khi các nghệ sĩ chung tay, điều họ quyên góp không chỉ là tiền bạc hay vật chất, mà còn truyền đi những thông điệp không thể đo đếm bằng tiền. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đi đầu khi cùng hai người bạn quyên góp gần 2 tỷ đồng lắp đặt 3 phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Tiếp đó, Chibu cũng góp 1 tỷ đồng cho một phòng cách ly áp lực âm cho Hà Nội và 5.000 bộ trang phục bảo hộ. Hà Anh Tuấn và Chibu đều được chuyên gia y tế tư vấn nên chọn cách đóng góp hiện vật để kịp thời giúp đỡ ngành y. Min cũng ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Sáng 14 tháng 3, hưởng ứng lời kêu gọi của Tùng Dương, ca sĩ Tóc Tiên đã góp 100 triệu đồng để cùng đàn anh tiếp sức ngành y. Từ đầu tháng 3, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Lý Quý Khánh và bạn bè cũng đã quyên góp được 3 tỷ đồng. Nữ ca sĩ ủng hộ 1 tỷ đồng cho việc phòng chống dịch Covid-19 và 2 tỷ đồng ủng hộ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn lịch sử. Trong đó 1 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ đồng tiền thiết bị lọc nước. Ca sĩ Thủy Tiên có bài viết dài kêu gọi hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước giúp đồng bào miền Tây qua cơn hạn mặn. Cô cho biết ủng hộ trước 50 triệu đồng. Nhiều đồng nghiệp bạn bè của Thủy Tiên đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của cô, chung tay quyên góp. Hôm 13 tháng 3, Phi Nhung tặng 50 bồn chứa nước, 500 lít nước ngọt, tổng giá trị 100 triệu đồng cho người dân xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Cô tặng thêm 100 triệu đồng cho một chùa tại chợ gạo Tiền Giang, làm kinh phí khoan giếng tầng sâu phục vụ bà con. Việt Hương chia sẻ, với cá nhân cô, gạo ở Việt Nam ngon nhất nhì thế giới. Cô thấy thương bà con nông dân chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn, nên mấy ngày nay đã nghiên cứu và nhận thấy cần lọc nước để bà con nông dân có nước ngọt. Trước tiên tôi sẽ mua máy lọc nước tặng huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Cô khẳng định, cô ủng hộ một máy lọc nước trị giá 38 triệu đồng. Ngoài ra, giám khảo Thách thức danh hài đang khảo sát và sẽ tặng thêm khoảng 3 máy ở các tỉnh bị hạn mặn nặng. Người đẹp Ngọc Trinh ngày 13 tháng 3 đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook dòng chia sẻ kêu gọi quyên góp để mang nhiều máy lọc nước mặn đến cho người dân 5 tỉnh miền Tây. Cô mong làm được điều thiết thực bởi người dân ở các tỉnh miền Tây đang rất cần nước ngọt, mỗi một máy lọc trị giá 40 triệu đồng với công suất 500 lít một giờ. MC Đại Nghĩa, một người thường xuyên làm từ thiện, anh tất bật với dự án tặng miễn phí khẩu trang cho người dân khắp nơi nhưng cũng tích cực trong việc kêu gọi quyên góp, vận động, thường xuyên hỗ trợ người dân miền Tây chống hạn mặn. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà kết hợp cùng thầy Minh Phước, trụ trì niệm Phật đường Liên Hoa, đứng ra vận động hỗ trợ 20 máy lọc nước cho bà con ở hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Mỗi bộ máy lọc nước tầm 4.250.000 đồng, công suất nhỏ 15-25 lít trên một giờ, tùy theo chỗ lắp đặt. Một bộ lọc công suất tầm 500 lít trên một giờ, giá tầm 40-70 triệu đồng, công suất càng lớn, máy càng cao giá. Trên trang cá nhân, Đông Nhi công khai quyên góp 50 triệu đồng vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên nhằm mục đích lắp đặt máy lọc mặn giúp người dân miền Tây. Giọng ca Bad Boy còn bày tỏ: nạn dịch còn chưa khỏi thì thiên tai tiếp tục ập đến với bà con miền đồng bằng sông nước. Cố ít lòng nhiều, hành động thiết thực nhất hiện giờ mà Nhi và anh Thắng có thể góp sức cùng bà con mình là chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này nhé. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng kêu gọi những ai có khả năng có thể cùng nhau góp sức vào tài khoản của Thủy Tiên để nhanh chóng đem nguồn nước sinh hoạt đến với bà con. Chia sẻ của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hành động của Đông Nhi được dư luận khen ngợi và cảm kích. Tuy nhiên, có không ít cư dân mạng lại mỉa mai cô keo kiệt, cho rằng nữ ca sĩ quyên góp quá ít so với những sao Việt khác. Một tài khoản bình luận: riêng mình thấy rõ ràng là ít, mồ hôi nước mắt, nhưng đi du lịch 100 triệu ủng hộ 50 triệu là quá ít. Cổ ít lòng nhiều chi ác vậy? Vậy tại sao lòng nhiều không ủng hộ đi trời ơi? Chi bu mà còn ủng hộ 1 tỷ và mấy trăm bộ quần áo chống dịch mà. Một số tài khoản còn nhấn mạnh rằng Đông Nhi là sao hạng A, có nhiều tài sản nên phải quyên góp nhiều hơn. Thậm chí một bộ phận cư dân mạng còn nhắc lại đám cưới rình rang của giọng ca khóc để chỉ trích cô. Sao hạng A mà, 50 triệu mới hát có một bài, ráng hát thêm bài hát nữa cũng được mà. Đám cưới phô trương nhất showbiz mà ủng hộ thảm nhất showbiz như một trò đùa. Với mức thu nhập của hai anh chị mà ủng hộ như vậy thực sự là quá ít. Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến của một bộ phận nhỏ cộng đồng mạng.
Còn lại, đa số ý kiến đều bảo vệ Đông Nhi và khẳng định việc làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm, tiền nhiều hay ít đều tốt cả. Thực tế câu chuyện từ thiện xuất phát từ tâm và nó không đơn thuần chỉ là việc quyên góp tiền. Nhiều người cho rằng dù ủng hộ ít nhưng hành động dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người cùng chung tay là một việc làm ý nghĩa, đáng được trân trọng thay vì chỉ trích. Một tài khoản cho hay: người ta của ít lòng nhiều, đi hát đi làm mệt lắm, chứ không phải phất tay ra một cái là có tiền ngay đâu. Người ta còn phải lo cho việc của họ, 50 triệu ít nhiều gì cũng giúp được một phần rồi. Mình không có quyền chỉ cách dùng tiền của người khác, từ thiện tại tâm mà. Giờ có ủng hộ 5 triệu cũng quý rồi, đang mùa dịch làm ăn khó khăn, người ta còn cả công ty rồi ekip, gia đình nữa. Quan trọng là họ có lòng quyên góp là tốt rồi. Khán giả khác nêu quan điểm. Một cư dân mạng viết: thật sự thiện nguyện tại tâm, quan trọng là ở lòng người chứ không phải số tiền họ bỏ ra bao nhiêu. Nếu các bạn chỉ cảm động trước tấm lòng từ 100 triệu trở lên thì các bạn giữ im lặng đi, không cần phải chỉ trích những tấm lòng còn lại đâu. Từ khi nào mà người có danh tiếng phải ủng hộ nhiều? Người ta ủng hộ vì tấm lòng chứ không phải ủng hộ cho thỏa mãn con mắt của mấy bạn đâu. Nhiều fan bên vực Đông Nhi.